Thưa quý vị, sau đây là phần tin Á Châu. Mở đầu là tin đến từ Ấn Độ. Chính phủ Ấn Độ sửa đổi tình trạng vắng bóng phụ nữ trong các cơ quan lập pháp của quốc gia này. Chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ đương nhiệm là ông Narendra Modi vừa mới thông qua một dự luật dành ra 1/3 số ghế trong Hạ viện và Hội đồng Liên bang của Ấn Độ cho các đại biểu là phụ nữ. Hành động này được cho là sẽ nâng cao vị thế của phụ nữ trong các hoạt động điều hành đất nước, cải thiện sự hiện diện của phụ nữ trong các cơ quan lập pháp, vốn đang chiếm tỷ lệ rất thấp trong gần 30 năm qua. Lời đề nghị này gây tranh cãi bởi đã từng bị trì hoãn trong nhiều thập niên qua do vấp phải sự phản đối của một số đảng phái chính trị, cũng như cần phải nhận được sự chấp thuận của lưỡng viện thuộc Quốc hội và đa số cơ quan lập pháp cấp liên bang của Ấn Độ để trở thành luật. Sự hồi sinh của dự luật này diễn ra chỉ vài tháng trước khi cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức tại Ấn Độ vào tháng 5 năm 2024, cũng là thời điểm mà ông Modi cố gắng vận động để tìm kiếm sự ủng hộ cho nhiệm kỳ thứ ba của ông. Ông cho biết như sau, đã có nhiều cuộc tranh luận trong quá khứ liên quan tới quyền lãnh đạo của phụ nữ. Và lần này, tôi kêu gọi các nhà lập pháp hãy ủng hộ cho để thông qua dự luật. Thủ tướng Modi phát biểu trước Quốc hội trong phiên họp đặc biệt kéo dài 5 ngày, bắt đầu từ ngày 18 tháng 9. Phụ nữ chiếm gần một nửa trong số 950 triệu cử tri tại Ấn Độ, thế nhưng chỉ có 15% số ghế trong Quốc hội và khoảng 10% tham gia trong các cơ quan lập pháp cấp tiểu bang Ấn Độ đã khiến cho nền dân chủ lớn nhất thế giới này bị đẩy xuống cuối danh sách toàn cầu về quyền bình đẳng giới tính trong các cơ quan lập pháp. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ấn Độ là Arjun Ram Mawar cho hay, Hạ viện của Ấn Độ với 542 ghế thì hiện nay chỉ có 82 thành viên là nữ giới. Và nếu dự luật nói trên được thông qua thì con số này sẽ tăng lên ít nhất là 181 người. Bộ trưởng Quốc phòng Nga thăm Iran. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu đã tới Iran để tham gia các cuộc thảo luận nhằm tăng cường quan hệ quốc phòng giữa Moscow và Tehran. Tôi coi cuộc gặp của chúng ta là một bước nữa nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói trong cuộc gặp tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Mohammad Bagheri. Các hãng tin Nga dẫn lời Bộ trưởng Shoigu khẳng định Iran là đối tác chiến lược của Nga ở Trung Đông. Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin các cuộc thảo luận liên quan tới phát triển ngoại giao quốc phòng và quản lý các mối đe dọa chung. Nga và Iran bắt đầu hợp tác quân sự từ năm 2001, song dừng lại vào tháng 3 năm 2016 sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết cấm xuất cảng vũ khí thông thường và công nghệ liên quan đến hệ thống đưa vũ khí nguyên tử đến Iran, cũng như cấm quốc gia Trung Đông sản xuất cảng vũ khí. Sau khi lệnh cấm hết hiệu lực, Nga đã cung cấp cho Iran nhiều loại vũ khí hiện đại. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov hồi tháng 8 tuyên bố hợp tác quân sự của Nga với Iran sẽ không chịu khuất phục trước áp lực địa chính trị. Lực lượng không quân Iran gần đây đã tiếp nhận hai máy bay huấn luyện chiến đấu Yak-130 của Nga, theo hãng tin Iran Nasnim cho biết. Vâng, tiếp theo phần tin Á Châu. Chính phủ Trung Cộng yêu cầu các tòa lãnh sự ở Hồng Kông phải nộp thông tin chi tiết của các nhân viên địa phương. Chính phủ Trung Cộng đã yêu cầu các tòa lãnh sự nước ngoài tại Hồng Kông phải trao nộp các dữ liệu thông tin cá nhân của tất cả các nhân viên làm việc được tuyển dụng tại địa phương, hạn chót là ngày 18 tháng 10. Các thông tin cần phải nộp cho chính quyền Trung Cộng bao gồm chức danh của công việc, địa chỉ cư trú và số thẻ căn cước của nhân viên này. Yêu cầu nói trên áp dụng cho tất cả các nhân viên địa phương của các cơ quan đại diện nước ngoài, bao gồm cả các thường trú nhân và những người không phải là thường trú nhân ở Hồng Kông. Mặc dù việc yêu cầu nộp các thông tin cá nhân đã là quy định bắt buộc đối với các nhân viên của Trung Cộng làm việc cho các tòa đại sứ và các tòa lãnh sự nước ngoài tại Trung Cộng, thế nhưng đây là lần đầu tiên chính sách này được áp dụng tại Hồng Kông. Việc này sẽ khiến cho các quy định ở Hồng Kông giống với các quy định áp dụng tại Trung Cộng. Theo nhật báo South China Morning Post, thì Văn phòng Ủy viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng tại Hồng Kông chưa làm rõ việc các yêu cầu nói trên được đưa ra chỉ là nhằm mục đích gì. Thế nhưng, trong bức thư yêu cầu có nêu ra các dữ liệu thu thập được có thể sẽ phải chuyển cho các cơ quan hữu trách khác để thực hiện chức năng của họ liên quan tới việc quản lý sự hiện diện của các nhân viên tại địa phương có tham gia làm việc. Kể từ khi được trao trả từ Anh Quốc về cho Trung Cộng vào năm 1997,
lãnh thổ của Hồng Kông được giữ lại một số quyền tự trị. Thế nhưng sau nhiều tháng biểu tình lớn vào năm 2019, chính phủ Trung Cộng đã thắt chặt kiểm soát thành phố Hồng Kông với việc áp đặt luật an ninh quốc gia nghiêm ngặt, theo đó cấm đoán nhiều hình thức thể hiện những bất đồng chính kiến. Thái Lan đang tìm cách xoa dịu lo ngại về chương trình miễn thị thực cho du khách đến từ Trung Quốc trước nỗi sợ gia tăng các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp của Trung Quốc và tội phạm xuyên quốc gia, khi chính phủ đang cố tìm cách thúc đẩy nền kinh tế đang tăng trưởng chậm. Chương trình miễn visa sẽ được thực hiện từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 29 tháng 2 năm sau, đúng vào mùa lễ nghỉ lễ cao điểm của Thái Lan đối với du khách đến từ Trung Quốc và Kazakhstan. Các sân bay Thái Lan đặt mục tiêu tăng công suất chuyến bay lên 20% để đáp ứng mùa cao điểm dự kiến sắp tới. Theo South China Morning Post, Bộ trưởng Du lịch Sudawan Wang Subhatit Sokhon cho biết chính sách miễn thị thực mới sẽ tăng doanh thu trong ngành du lịch, động lực chính cho sự tăng trưởng của đất nước, nhưng thừa nhận cũng có nguy cơ bị lạm dụng bởi các tour du lịch không đồng từ lâu đã gây khó chịu cho các cơ sở kinh doanh địa phương. Các chương trình tour kinh phí thấp đã làm hoen ố hình ảnh của Thái Lan và cảnh sát đã thường xuyên tung ra các biện pháp cưỡng chế để hạn chế du lịch không đồng. Tuy nhiên, cũng theo Bộ trưởng Sudawan, thật sai lầm khi cho rằng tất cả du khách Trung Quốc đều có ý định bóc lột các nhà điều hành tour Thái Lan hoặc tham gia vào các hoạt động tội phạm. Mặc cho chính phủ trấn an, những bất ổn của Thái Lan vẫn tồn tại và chính sách miễn thị thực cho khách Trung Quốc khiến du khách lẫn người dân lo ngại. Theo South China Morning Post, hồi tháng 5, cảnh sát Thái Lan và Trung Quốc đã phải hợp lực để trấn áp các phần tử tội phạm xâm nhập vào Thái Lan bằng thị thực ngắn hạn để thực hiện các vụ bắt cóc đòi tiền chuộc đồng bào Trung Quốc của họ. Trung Cộng kháng cáo trước phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới trong vụ tranh chấp về thuế đối với Hoa Kỳ. Bộ Thương mại Trung Cộng vừa kháng cáo phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới, tức là WTO, liên quan tới vụ tranh chấp về thuế với Hoa Kỳ. Tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Cộng nói rằng phán quyết của Ban Hội thẩm của Tổ chức Thương mại Thế giới có những sai sót về pháp lý. Trước đó, Tổ chức Thương mại Thế giới đã ra phán quyết ủng hộ cho Hoa Kỳ, trong đó kết luận rằng Trung Cộng đã vi phạm các quy tắc thương mại quốc tế khi áp đặt thuế bổ sung đối với các loại hàng hóa của Hoa Kỳ nhằm đáp trả về mức thuế của Hoa Kỳ áp đặt lên hai mặt hàng thép và nhôm đến từ Trung Cộng. Theo Ủy ban giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới, thì mức thuế bổ sung của Trung Cộng là không phù hợp với các điều khoản của Hiệp định chung về thuế và thương mại, gọi tắt là GATT, đã ký kết vào năm 1994. Các cuộc tranh chấp về thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng bắt đầu từ năm 2018, khi mà cựu Tổng thống Hoa Kỳ thời bấy giờ là ông Donald Trump áp đặt mức thuế là 25% đối với sản phẩm thép và 10% đối với nhôm nhập cảng từ một số quốc gia, trong đó có Trung Cộng. Để đáp lại thì Trung Cộng đã đưa vụ tranh chấp này ra trước tòa án của Tổ chức Thương mại Thế giới, đồng thời áp đặt mức thuế lên hàng hóa nhập cảng của Hoa Kỳ trị giá tới 3 tỷ Mỹ Kim. Vào tháng 12 năm 2022, Tổ chức Thương mại Thế giới đã ra phán quyết cho rằng mức thuế đánh vào sản phẩm thép ban đầu của cựu Tổng thống Trump đã vi phạm các quy tắc thương mại toàn cầu. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã phản ứng phán quyết nói trên và các mức thuế vẫn được áp dụng. Việc Trung Cộng kháng cáo diễn ra trong lúc thời gian gần đây, các giới chức cao cấp của Hoa Kỳ và Trung Cộng thường xuyên có các cuộc tiếp xúc nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này. Nhật Bản góp 20 triệu Mỹ Kim cho một thế giới không vũ khí nguyên tử. Phát biểu tại khóa họp lần thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang diễn ra ở New York, Thủ tướng Fumio Kishida cam kết Nhật Bản sẽ đóng góp 3 tỷ yên, khoảng 20 triệu Mỹ Kim cho nỗ lực vì một thế giới không có vũ khí nguyên tử. Cụ thể, Nhật Bản sẽ hỗ trợ tài chính cho các tổ chức nghiên cứu toàn cầu để xây dựng một mạng lưới các quốc gia cùng chí hướng giải trừ vũ khí nguyên tử. Theo ông Kishida, để thúc đẩy xu hướng toàn cầu giải trừ vũ khí nguyên tử, cần một cách tiếp cận đa diện. Thủ tướng Nhật Bản cũng tái khẳng định sẵn sàng tiến hành hội nghị thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un mà không kèm theo điều kiện. Đề cập những vấn đề toàn cầu, Thủ tướng Nhật Bản cho rằng các nước cần chung tay hợp tác để giải quyết nhằm đạt được tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững. Nhật Bản cũng sẽ thực hiện các biện pháp để giải quyết vấn đề chênh lệch thu nhập và thúc đẩy bình đẳng giới vì quyền của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Đối với chính sách của Liên Hiệp Quốc, Thủ tướng Kishida tái khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục tham gia nỗ lực cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và bày tỏ mong muốn trở thành thành viên thường trực của hội đồng này. Chỉ vì tranh cãi về tiếng ồn ở một tòa nhà chung cư,
hàng xóm đã giết chết một cặp vợ chồng trẻ trước mặt hai đứa con nhỏ của họ. Một cặp vợ chồng sinh sống ở một tòa chung cư tại Đài Loan đã bị hàng xóm sát hại ngay trước mặt hai đứa con nhỏ của họ chỉ vì tranh cãi về tiếng ồn. Theo hãng thông tấn CNA của Đài Loan, vụ giết người dã man này xảy ra vào sáng sớm 15 tháng 9 tại tòa chung cư nằm ở quận Ninh Nhã của thành phố Cao Hùng. Một người đàn ông họ Gu, 63 tuổi, sống ở tầng lầu số 13 đã cầm dao xông vào nhà của gia đình anh Luo ở tầng số 14 để tấn công. Sau khi chứng kiến cha mẹ của mình bị sát hại, hai bé trai 6 tuổi và 7 tuổi đã trốn thoát khỏi nhà và chạy đi kêu cứu. Nhân viên quản lý của tòa chung cư nói trên đã trình báo sự việc với cảnh sát. Khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát và lính cứu hỏa địa phương đã nhanh chóng tới nơi. Tuy nhiên, hai vợ chồng anh Luo, ngoài 30 tuổi, được xác định là đã tử vong tại chỗ. Người vợ được phát hiện với vết thương lớn ở bụng, còn người chồng bị một vết dao đâm vào ngực. Nghi phạm họ Gu sau đó bị cảnh sát bắt giữ khi ông ta đang lẩn trốn ở huyện Bình Đông. Nguyên nhân dẫn tới vụ án này được cho là bắt nguồn từ những tranh cãi liên tục về tiếng ồn giữa gia đình anh Luo và gia đình người họ Gu kể trên. Khi bị cảnh sát thẩm vấn thì người đàn ông này thú nhận là ông ta đã phạm tội. Đến đây một lần nữa kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại, sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Việt Nam.